Khỏe không? Rồi, ok. Ở được rồi. Đây, 26/12/2015 đây. Bây giờ em nộp phạt cho em nó, anh ra cho em cái biên lai xử phạt cái vào cái ấy đây. Xong rồi để em sau là sẽ làm căn cứ khiếu nại các anh. Thế thôi. Lâu lắm thì không đội gặp đội với Yên thì anh em tương tác nhau tí. Yên cái gì? Phòng À ừ thì PC08 BC08. cái gì? Yên cái gì mà Rồi rồi quên quên, ngày xưa là đội với Yên hay đứng ở đây. Nhầm. Lâu hôm lắm nay không anh mới gặp. gặp chú đấy. Ôi trời, anh hôm nay gặp đây là hôm nào gặp thì anh em còn nhiều dịp để gặp nhau. Đây nhá, người vi phạm người ta xin nộp phạt tại ngân hàng nhá. Thế là bây Đây giờ là nhá. anh không thu tiền đúng không? Bây giờ em nó ủy quyền và có tiền mặt nộp tại chỗ theo đúng cái quy định. Thôi chú đi về đi, chú cứ làm Thế là phiền anh làm. đuổi em hay như nào? Anh chả đuổi, anh bảo gì mà Tại đuổi. sao anh bảo em làm phiền anh? Nó không đủ làm nộp phạt ở trong ghi rồi nhá. Còn cái việc thì chú Anh phải Kiên tự. ơi, bây giờ nhá, hiện tại lúc đấy khi em nó đến đây chưa có tiền mặt, chứ không phải là không có tiền để nộp các anh, mà chỉ là không có tiền mặt để bàn giao cho các anh thôi. Thế thì bây giờ thời điểm hiện tại em là người đứng ra được ủy quyền và em thay giúp các em nó có tiền nộp phạt tại chỗ. Thì bây các anh có cho nộp phạt hay không? Em chỉ cần hỏi thế thôi. Các anh không cho nộp phạt, ok, em vẫn đồng ý. Nhưng mà cái vấn đề giải quyết về sau thì tình cảm hay thế nào thì sau đừng có gặp mặt hay tìm gặp riêng nhá. Gặp Còn bây giờ riêng, trên phương diện đây vẫn gặp đang riêng công làm tâm gì khách quan, em em đang phát like. gặp quân, Anh em gặp chia riêng làm sẻ cái gì? vấn đề về pháp luật nào. Bây giờ là anh có đồng ý cho em đại diện em nó nộp phạt hay không? Anh Anh có đồng ý không? Bây giờ tôi hỏi các ông này, các ông có biên lai nộp phạt ở đây không? Thế thôi. đừng có Còn lúc nãy là này, ông trên làm cái phương diện gì? quan điểm bình đẳng pháp luật nhá, bình đẳng vai vế nhá, tôi với ông, tôi chả biết ông tuổi tác hay là ông chả biết tuổi tác tôi nào, ai Anh làm cũng anh, đưa hay ông là với ông muốn tôi tôi xưng đây. anh với ông? Xưng anh cũng được. Thế thì anh nói cho chú biết này. Thế bây giờ là chú có đồng ý nghe không? Anh nói với chú này, anh không có tiền À trả lại thế cho nhá. không có tiền trả lại. Thế là các ông đi làm Anh đi công vụ làm là anh các không ông có không có tiền tiền, trả lại. đúng. À được, một cái ý kiến hay. Rồi tiếp tục. Là không có tiền trả lại nên là không cho nộp phạt tại chỗ đúng không? Không phải không nộp phạt tại chỗ mà Em người vi xin phạm người ta yêu lỗi. cầu nộp phạt tại ngân hàng nhá. Thế là lúc nãy là các em được các chú công an hướng dẫn là ghi là tôi xin nộp phạt sau đúng không? Đúng nhá. Các em xác nhận nhá, Chú đấy. nào, chú nào, Các chú công an đúng không? chú công an nào, Ông này hay ông có nào? cái căn cứ như thế nào để nói À, với đông à? Ừ, được. cái bàn nhá. Nên là Tôi nói từ đây với các đồng chí đây này này. Tôi không phải là người nêu ra quan điểm, cũng không phải là người đưa ra quan điểm là các đồng chí hướng dẫn các em nó thế, mà tôi đang ngồi ghi nhận lại sự việc và từ cái người trực tiếp liên quan vụ việc người ta trình bày. À thế bây giờ là có vấn đề